thủa nô lệ, dân ta nước mất. Cảnh cơ hàn, trời đất tối tăm. Một đời đau suốt trăm năm. Chim treo trên lửa, cá nằm dưới dao. Đó là những câu thơ sướm máu, nói về những ngày lầm than của nhân dân Việt Nam vào nửa cuối thế kỷ thứ 19. Dưới ba tầng áp bức, bóc lột của thực dân, đế quốc và phong kiến, nhân dân ta đã liên tục đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự do, nhưng tất cả đều bị dìm trong biển máu. Sự thất bại của những phong trào đấu tranh này là do không có một đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo, đủ sức tập hợp và khơi dậy sức mạnh của cả dân tộc trong cuộc đấu tranh sống mái với kẻ thù. Màn đêm u ám ấy đã bị xé toang khi Nguyễn Ái Quốc, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, đã tìm ra con đường đi tất yếu của cách mạng. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, với chức vụ là phái viên của Quốc tế Cộng sản, hội nghị thành lập đảng đã được tổ chức. Dân tộc Việt Nam chính thức có một chính đảng lãnh đạo. Hội nghị cũng đề ra đường lối cứu nước cho Việt Nam, đó là gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo của đảng, dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Phải kể đến đầu tiên là đỉnh cao cách mạng tháng 8 năm 1945. Hành trình độc lập là hành trình từ kiếp lầm than nô lệ sang độc lập tự do của nhân dân Việt Nam. Series phim tài liệu này sẽ đưa khán giả đến các vùng đất lịch sử, gặp gỡ những con người làm nên cuộc cách mạng long trời lở đất tháng 8 năm 1945. Xin được bắt đầu chuyến hành trình này từ giải đất miền Trung kiên cường bất khuất, nơi đã diễn ra cuộc đấu tranh mang tính đỉnh cao của cao trào 1930-1931, nơi vang lên những hồi trống mở màn cho cuộc diễn tập đầu tiên của tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945, đó là mảnh đất Nghệ Tĩnh. Chưa ai biết nước sông Lam răng là trong biết sống cuộc đời rằng là nhục là vinh, chứ thuyền em lên thác xuống gánh. Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, 86 năm sau hồi trống đấu tranh của cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Cùng cực nhất nhì giải đất hình chữ S. Ngày ấy, với sự tiếp tay của nhà nước phong kiến, thực dân Pháp đã xây dựng Vinh Bến Thủy thành một khu công nghiệp lớn nhất Trung Kỳ với khoảng trên 4.000 người làm việc. Họ đến từ những vùng quê khác nhau, nhưng cùng chung mong muốn là công việc sẽ đem lại cho họ và gia đình cơm ăn áo mặc. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng, bởi thực dân Pháp đã thực hiện một loạt những chính sách bóc lột ở các nước thuộc địa. Công nhân Vinh Bến Thủy thường xuyên phải làm việc 12 tiếng một ngày, xong tiền lương lại bị cắt giảm. Có áp bức, tất có đấu tranh. Được đảng giác ngộ ngày 1 tháng 5 năm 1930, hơn 1.200 công nhân Vinh Bến Thủy đã nổi dậy đòi tăng lương, giảm giờ làm.
cùng ngày đó, 3.000 nông dân Thanh Chương cũng vùng lên biểu tình đòi ruộng đất. Thưa quý vị và các đồng chí, hiện tại dấu tích còn lại của sự kiện lịch sử này là tượng đài Trường Thi Bến Thủy tại ngã ba Bến Thủy, thành phố Vinh. Tượng được làm bằng đá khối xanh với chiều cao 13,57 m. Cụm tượng gồm hai nhân vật nam và nữ trong tư thế dương cao ngọn cờ đảng, thể hiện cho lực lượng công nông trên đà lớn mạnh. Và cuộc biểu tình này đã nêu cao tinh thần bất khuất của công nông Vinh, Bến Thủy, mở đầu cho cao trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh. Không chỉ được coi là hồi chống mở đầu của cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, mà cuộc đấu tranh đó còn mở đầu cho phong trào đấu tranh của toàn dân trên nền tảng liên minh công nông dưới sự lãnh đạo của giai cấp vô sản. Đồng chí Hồng Thế Công, tức Hà Huy Tập, một đảng viên ưu tú hồi đó đã nhận xét. Đứng về cả nước mà xét, ngày 1 tháng 5 năm 1930 có ý nghĩa rất quan trọng vì đây là lần đầu tiên vô sản Đông Dương xông pha lửa đạn để biểu dương tình đoàn kết cách mạng quốc tế của mình. Sau hội chống mở màn là liên tiếp các cuộc đấu tranh ở 25 tỉnh thành trên cả dải đất hình chữ S. Đình Võ Liệt là nơi ghi dấu cuộc biểu tình mang tính đỉnh điểm của cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ngày 1 tháng 9 năm 1930, hơn 2 vạn nhân dân đã vượt sông Lam sang vây phá huyện Đường. Trước sự tan rã của chính quyền cũ, tổ chức Nông Hội Đỏ được thành lập ngay tại ngôi đình này, công khai giải quyết mọi vấn đề của địa phương như một chính quyền cách mạng. Nông Hội Đỏ là chính quyền Xô Viết đầu tiên và duy nhất trong phong trào cách mạng 1930-1931 trên phạm vi cả nước. Còn đình Võ Liệt trở thành ngôi đình đầu tiên trong thời kỳ này tổ chức các hoạt động như diễn thuyết, học chữ quốc ngữ, hát quốc tế ca, treo cờ đảng và nhiều sinh hoạt văn hóa văn nghệ khác. Một trong những thành công nổi bật của cao trào cách mạng 1930-1931 đó là đã hình thành nên được cái khối liên minh công nông đầu tiên trong cách mạng Việt Nam. Và trong cái khối liên minh công nông đó đấy, thì đặc biệt là vai trò của nông dân. Mà vai trò của nông dân được phát huy cao nhất khi nông dân được tổ chức lại trong cái hệ thống tổ chức nông hội, mà lúc đó ta thường gọi là nông hội đỏ đấy. Thế thì cái tổ chức nông hội này ấy, đã hình thành và phát triển mạnh mẽ trong cao trào cách mạng 30-31. Và cái tổ chức nông hội ấy thì đã được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trương xây dựng ngay từ trong cái tác phẩm Đường Cách Mệnh năm 1927. Và tổ chức nông hội ấy khi phát triển đến cao trào đấy thì nó trở thành một cái lực lượng đảm nhiệm cái nhiệm vụ. Khi mà chính quyền của địch đã tan rã thì các tổ chức nông hội đương nhiên làm nhiệm vụ của chính quyền cách mạng. Những tiếng trống rộn rã thúc giục biểu tình. Hình ảnh lá cờ đỏ bốn liềm của Đảng phấp phới bay trên nóc đình luôn là những âm sắc gợi lại một thời oanh liệt của vùng quê nghèo khó nhưng giàu lòng yêu nước. Theo tiếng gọi của Đảng đã đứng lên làm cách mạng chống thực dân phong kiến. Cụ Phan Tố Đức, người tham gia vào cuộc biểu tình mùng 1 tháng 9 năm 1930, nay đã 94 tuổi. Dù quên nhiều hơn nhớ, nhưng những âm sắc ấy trong cụ dường như vẫn vẹn nguyên. Thưa ông có thể kể cho cháu nghe về cuộc biểu tình ở huyện Thanh Chương trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930-1931 được không ạ? Thì nghĩ là tôi mới có 13 tuổi, tôi nó đi học. Mà tôi đi học chữ Hán. Đi học chữ Hán thì thầy trong làng thôi. Tôi thì chưa biết chỉ làm, nhưng mà thầy thì nghe này, thầy nghe thần thổ trôi. Thầy này thủ thầy biết, tôi sẽ bãi về nội cha mẹ, mãi đi dự biểu tình. Thế rồi cái chuyện này tôi biết đâu ra như thế. Thế thì nửa đêm, thì mình bận thì thứ chứ bầu bầu rằng là khi nào mà nghe tiếng tưng trọng ở trên đỉnh đầu tiên. Là tháo này,
rồi đến trình đùng ngược à, nghe tiếng trống đến đó thì nữa là ai có cái gì đâu đại nhung đường nữa đại không có cái chầu tháo thì không có cái thùng thật tấy hay là cái trống ấy có nghĩa là có cái gì đại vậy thì mình cái âm rào cả huyện trong một ngày đó là cái tổng ly trường rồi huy trí huyền là hết cả cái hiện vật nó biểu dương cái ủy quyền của họ là đưa trả lại cho nhân dân hết cả đó là chỉ có vài anh trộn tháo ra cùng đầu hàng đó. Thế thì cái chuyện được gặp chính quyền như thế là không chảy máu. Vậy sau khi được thành lập thì chính quyền Xô Viết ở Võ Liệt đã hoạt động như thế nào ạ? Cái văn phòng của nấu hồi đỏ đấy có như cái văn phòng công khai, cái văn phòng của cách mạng mà công khai cho toàn dân. Ai có vấn đề gì ruộng đất thế vợ chồng ly gì ấy là cái chuyện gì là đến đấy thì nông hộ giải quyết cả mọi chuyện về dân sự hình sự chỉ là giáo lại cho chuyện nông hộ đỏ giải quyết cả gì không giải quyết nông hộ đỏ không giải quyết thì đi thình thì trong kia thì có đảng giải quyết. Giống như một cánh đồng khô hạn, chỉ cần một mồi lửa là có thể bùng cháy. Khí thế của cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh nhanh chóng lan rộng trên phạm vi cả nước. Chỉ trong tháng 9 và tháng 10 năm 1930, cả nước có 362 cuộc đấu tranh. Nơi nơi, nhân dân vùng lên. Lo sợ không thể kiểm soát được tình hình, thực dân Pháp đã tìm cách dìm phong trào trong biển máu bằng những hành động dã man chưa từng có. Cụ thể, trong cuộc biểu tình ngày 12 tháng 9 năm 1930 của hơn 8.000 nông dân phủ Hưng Nguyên. Sau hồi trống báo hiệu, người dân đồng loạt đổ xuống đường. Càng đi, tiếng trống càng vang, càng rầm rộ. Người có trống, dùng trống. Người không có trống, thì sử dụng chậu, thau, tạo nên một cuộc biểu tình vang động chưa từng có trong lịch sử giải đất miền Trung. 3 giờ sáng ngày 12 tháng 9 năm 1930, đồng chí Nguyễn Hoàng Ngoạn đã treo chiếc trống này tại đình làng Xuân Hòa, Hưng Long, Hưng Nguyên để kêu gọi tập trung nhân dân đi đấu tranh. Khi nghe hiệu lệnh trống, 8.000 nhân dân Hưng Nguyên đã tập trung đi đấu tranh biểu tình. Cuộc biểu tình này đã gây được tiếng vang lớn đối với nhân dân trong tỉnh và nhân dân cả nước. Vì vậy, ngày 12 tháng 9 đã được Trung ương Đảng chọn làm ngày kỷ niệm Xô Viết Nghệ Tĩnh. Khi tổng kết 30 năm hoạt động của Đảng, nhà thơ Tô Hữu đã viết những phần thơ đầy xúc động. Trống Xô Viết Nghệ An vang động, Bắc Trung Nam tràn sóng đấu tranh, hầm than sưởng máy lều tranh, đứng lên tự cứu mà giành áo cơm. Khoảng 12 giờ trưa, khi đoàn người vừa tới làng Thái Lão, thì thực dân Pháp đã thẳng tay đàn áp. Chúng sử dụng máy bay ném bom vào đoàn người, tay không tấc sắt và làng mạc. Đây là một hành động dã man chưa từng có trong lịch sử đã diễn ra ở Nghệ Tĩnh, Việt Nam. Hiện tại, xã Thái Lão, huyện Hưng Nguyên vẫn còn ngôi mộ chung cho hơn 200 người hy sinh trong trận thảm sát ngày 12 tháng 9 năm 1930. Thưa quý vị và các đồng chí, đây là ngôi mộ chung của 100 trong số 217 liệt sĩ đã hy sinh trong trận thảm sát ngày 12 tháng 9 năm 1930 tại xã Thái Lão, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ngoài những người đã mất, còn có hàng trăm người bị thương, hơn 200 ngôi nhà bị đốt cháy, hai làng Lộc Châu và Lộc Hải gần như bị triệt hạ hoàn toàn. Thưa quý vị và các đồng chí, tại quảng trường này vào sáng ngày hôm đó, công nhân đã đứng thành từng tốp, họ truyền cho nhau lời kêu gọi cũng như yêu sách của cuộc bãi công. Hỡi anh chị em, chúng ta làm lụng cực khổ, lương không đủ sống. Chúng ta không muốn chết đói, chết bệnh. Vậy tất cả hãy bãi công, đòi chủ phải tăng lương lên 3 hào một ngày, đòi chủ phải mua công cụ lao động. Nước và quốc tế buộc bọn chủ mỏ phải có những nhượng bộ. 3 giờ chiều ngày 20 tháng 11 năm 1936, chủ mỏ tuyên bố chấp nhận toàn bộ yêu sách của công nhân, trả lương 30 xu một ngày, trả tiền quốc xưởng, chịu tiền dầu mỡ bảo dưỡng Sài Gòn. Công nhân vắng mặt bất cứ lý do gì cũng không được phạt. Cuộc tổng bãi công ngày 12 tháng 11 năm 1936
trở thành cuộc đấu tranh tiêu biểu nhất của phong trào công nhân trước cách mạng tháng 8. Không chỉ mang lại những quyền lợi thiết thực cho toàn thể công nhân thuộc mỏ than Bắc Kỳ, cuộc tổng bãi công còn để lại những bài học quý báu về sự tập hợp lực lượng, về tính tổ chức kỷ luật trong đấu tranh. Cái trưởng thành lớn nhất của đảng ta đó là kết hợp chặt chẽ được chiến lược và sách lược cách mạng. Mà trong chiến lược và sách lược cách mạng thì có một vấn đề là phải xây dựng, tiếp tục xây dựng cái lực lượng cách mạng và sử dụng các hình thức đấu tranh thích hợp. Thì trong cao trào 36-39 thì phong trào công nhân đã phát triển rất rộng rãi, và đặc biệt là phong trào công nhân ở vùng mỏ với cái sự kiện cuộc đình công, bãi công và đấu tranh chính trị rộng lớn của công nhân vùng mỏ ngày 12 tháng 11 năm 1936. Và chính cái phong trào công nhân đấy nó đã tạo dựng được cái cơ sở chính trị, cái nền móng chính trị và phát triển mạnh mẽ cái lực lượng cách mạng của cái thời kỳ 36-39 và chuẩn bị cho cái cao trào giải phóng dân tộc sau này. Cùng với các phong trào bãi công, biểu tình trên cả nước, trong giai đoạn 1936-1939 còn có một cuộc đấu tranh công khai không kém phần quyết liệt. Đó là cuộc đấu tranh trên mặt trận báo chí. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, từ khi có đảng ra đời và lãnh đạo, thì các phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân đã phát triển với nhiều hình thức khác nhau. Và đặc biệt chúng ta thấy được rằng trong cuối năm 1929 thì đã có rất nhiều các báo như báo Cờ Đỏ, báo Bồi Bếp ra đời để phổ biến cái mục đích của đảng trong giai đoạn đấu tranh lúc bấy giờ cho quần chúng nhân dân trong giai đoạn đó. Sang tới giai đoạn 36-39 thì đảng đã chủ trương dùng ngòi bút của mình để đấu tranh khi mặt trận Bình Dân Pháp lên nắm chính quyền. Và chúng tôi có giới thiệu ở đây hình ảnh các cái tờ báo trong cái giai đoạn đó. Đây là những ấn phẩm báo chí thuộc giai đoạn 1936-1939. Báo Dân Chúng, Tuần báo Hà Thành, báo Bạn Dân, Tuần báo Thời Thế, Tuần báo Tin Tức, Tuần báo Ngày Mới. Các ấn phẩm này chính là mũi nhọn xung kích trong cuộc vận động dân chủ, dân sinh. Có những tờ tồn tại hơn một năm, cũng có những tờ chỉ phát hành chưa đến 10 số. Nhưng tất cả đều có điểm chung là nội dung phản ánh không chỉ giúp độc giả hiểu được đầy đủ diện mạo xã hội Việt Nam năm 1936-1939, mà còn cho thấy rõ đường lối lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn này. Thưa quý vị và các đồng chí, báo Dân Chúng được coi là hiện tượng độc đáo trong giai đoạn này và trong cả lịch sử báo chí cách mạng. Báo Dân Chúng tồn tại lâu nhất từ ngày 22 tháng 7 năm 1938 đến ngày 30 tháng 8 năm 1939 và đã ra được 80 số. Cùng với nhiều tờ báo khác, báo Dân Chúng đã góp phần cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh đòi dân chủ của các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Nét đặc biệt nhất của báo Dân Chúng là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Đông Dương, được xuất bản công khai, hợp pháp do đồng chí Hào Huy Tập chỉ đạo xuất bản. Chính quyền thuộc địa phải thừa nhận cơ quan ngôn luận này trong điều kiện Đảng lại chưa hoạt động công khai. Báo Dân Chúng nói riêng, báo chí nói chung đã góp phần to lớn trong việc giáo dục, vận động, động viên, giác ngộ và tổ chức các tầng lớp nhân dân về con đường cách mạng đúng đắn và tập hợp lực lượng cho cách mạng. Như vậy nếu so sánh có thể nói rằng là 1930-1931 thì đường lối của Đảng đã đi vào công dân nông dân. Nhưng đến 36-39 thì từ công nhân và nông dân đấy đã phát triển rộng rãi trở thành lực lượng đông đảo trong cả nước và trở thành cao trào quần chúng hết sức rộng rãi. Rõ ràng ở đây cái sức mạnh của nhân dân ấy, thì chúng ta khẳng định không có cái gì mạnh hơn sức mạnh của nhân dân. Nhưng sức mạnh ấy luôn luôn phải được đặt dưới một sự lãnh đạo của một đường lối cách mạng đúng đắn thì nó mới thể hiện được sức mạnh của nó và phải có cái ngọn cờ quy tụ được sức mạnh của nó. Vậy thì hai cao trào cách mạng ấy nó chứng minh rằng cái ngọn cờ ấy là ai? Đó là Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu, là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh. Và cái tinh thần yêu nước đã được quy tụ lại đã trở thành những làn sóng vô cùng to lớn. Nó chứng minh sức mạnh của nó. Và cái sức mạnh được quy tụ, được rèn luyện qua hai cao trào ấy là trực tiếp chuẩn bị cho cái thời kỳ cao trào 39-45 và cách mạng tháng 8 sau này. Đó là vấn đề hết sức lớn.
tháng 9 năm 1939, chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, sau đó lan rộng ra toàn thế giới với sự tham gia của phát xít Nhật. Châu Á-Thái Bình Dương cũng trở thành một chiến trường của thế chiến. Việt Nam không nằm ngoài sự ảnh hưởng ấy. Ngày 28 tháng 9 năm 1939, toàn quyền Đông Dương cho đóng cửa các tờ báo và nhà xuất bản, cấm tụ họp đông người. Mọi quyền tự do dân chủ giành được trong thời kỳ 1936-1939 bị thủ tiêu. Ngày 22 tháng 9 năm 1940, lợi dụng Pháp đầu hàng phát xít Đức, phát xít Nhật đã tấn công vào Lạng Sơn rồi đổ bộ vào Hải Phòng. Pháp dâng nước ta cho Nhật. Lúc này, ngoài thực dân Pháp và phong kiến, dân tộc Việt Nam còn thêm một kẻ thù là phát xít Nhật. Trước tình thế ấy, Đảng đã chủ động, tích cực chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, rút vào hoạt động bí mật, chuyển trọng tâm hoạt động về nông thôn. Các hội nghị lần thứ 6, thứ 7, đặc biệt là hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng họp vào tháng 5 năm 1941 đã nhận định chính xác tình hình. Từ đó, quyết định chuyển hướng cách mạng với nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu. Đây là một quyết định vô cùng sáng suốt của Đảng, có ý nghĩa quyết định tới việc Đảng ta lãnh đạo nhân dân thực hiện thành công của cách mạng long trời lở đất tháng 8 năm 1945.